Xin chào tất cả các khán giả thân yêu của Netsport đã quay trở lại với bản tin World Cup từ A tới Z vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày của chúng tôi. Như vậy, vòng tứ kết của FIFA World Cup 2022 đã khép lại với những trận đấu không thể điên rồ hơn. Hãy cùng với Netsport điểm lại những tin tức nóng hổi nhất và sốt nhất của World Cup đêm qua và rạng sáng nay. Đội tuyển Anh bước vào cuộc so tài gặp đội tuyển Pháp trong trận đấu cuối cùng của tứ kết cùng đội hình đặt đồ chín trong sự nghiệp. Họ muốn tạo ra một thế trận chặt chẽ để ngăn những ngòi nổ ở hai bên của đội tuyển Pháp. Mặc dù vậy, những Mbappe, Dembele, Theo Hernandez hay Antoine Griezmann vẫn tạo nên sự khác biệt cho đội tuyển Pháp. Phút thứ 17, đội tuyển Pháp có một pha phối hợp nhuần nhuyễn ở bên cánh trái. Từ Kylian Mbappe, bóng được luân chuyển sang cánh phải trước khi Antoine Griezmann nhờ cú bóng to cho Germany dứt điểm từ xa làm tung lưới thủ môn Jordan Pickford. Cú sút của sao trẻ đang chơi cho Real Madrid quá hiểm, vượt qua tầm với của thủ môn đội tuyển Anh. Sau bàn thắng, Pháp chủ động đá chậm, nhường lại thế trận cho đội tuyển Anh. Tam sư dồn bóng ở bên cánh phải để Bukayo Saka đột phá, tạo ra một số cơ hội ăn bàn đáng xem. Sang tới hiệp 2, đội tuyển Anh đã chơi rất tốt khi Bukayo Saka và Phil Foden dần bắt nhịp được với trận đấu. Phút thứ 53, Saka mang về cho đội tuyển Anh quả phạt đền với pha đi bóng khôn khéo, buộc Tchouaméni phải phạm lỗi trong vòng cấm trên chấm 11m. Kane đánh bại Hugo Lloris với cú sút quyết đoán vào góc trái, gỡ hòa cho đội tuyển Anh. Sau bàn gỡ, đội tuyển Anh đã tràn đội hình lên tấn công. Lần lượt Saka, rồi Kane đã có những cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công. Để rồi đội Pháp có phản đòn ở phút thứ 78, Griezmann tạt bóng cực đẹp cho Giroud bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1. Đội tuyển Anh có cơ hội gỡ hòa ở phút thứ 84 khi mà Hernandez phạm lỗi với Mason Mount trong vòng cấm. Nhưng trên sân 11m, lần này Kane lại dứt điểm vọt sang ngang. Pha bỏ lưới của Kane đã khiến đội tuyển Anh trả giá đắt. Đội tuyển Pháp chưa chặt cháy ở khoảng thời gian cuối cùng của trận đấu để giành chiến thắng tỷ số 2-1. Qua đó, giành tấm vé vào chơi trận bán kết World Cup 2022, đối thủ của Pháp sẽ là Maroc. Vòng tứ kết World Cup 2022 vừa khép lại với việc đã gọi tên được 4 đội bóng xuất sắc nhất vào tới vòng bán kết. Maroc đã viết nên câu chuyện cổ tích khi đánh bại Bồ Đào Nha 1-0, để làm nên lịch sử với tấm vé vào bán kết World Cup đầu tiên của bóng đá châu Phi. En-Nesyri trở thành người hùng của Maroc với pha đánh đầu mang về bàn thắng quý hơn vàng. Bàn thắng này cũng đã dập tắt giấc mơ của Bồ Đào Nha, cũng như là Cristiano Ronaldo ở kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Anh. Maroc hiên ngang tiến vào vòng bán kết của World Cup, chạm trán với đội tuyển Pháp. Ở trận đấu tứ kết cuối cùng, nhận được kim vô địch, đội tuyển Pháp đã có chiến thắng nghẹt thở trước đội tuyển Anh với tỷ số 2-1. Qua đó, thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps chỉ cách đúng 2 trận đấu nữa để bảo vệ thành công chức vô địch. Trước đó, Croatia dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng với đấu pháp hợp lý đã cầm hòa Brazil, vững hực khí thế trong 120 phút. Để rồi, họ lại tiến các vũ công Samba về nước sau loạt luân lưu cần áo. Trong khi đó, cặp đấu giữa đội tuyển Hà Lan và đội tuyển Argentina đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc. Messi kiến tạo để Molina mở tỷ số trước khi đích thân thủ quân của Albiceleste nhân đôi cách biệt trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, Hà Lan với cú đúp của Giroud đã đưa trận đấu vào hai hiệp phụ, rồi loạt luân lưu cần áo. Tại đây, sự xuất sắc của thủ thành Emiliano Martinez với hai pha cản phá thành công đã giúp các vũ công Tango vượt qua thầy trò huấn luyện viên Luis Van Gaal và giành tấm vé đi tiếp. Như vậy, hai cặp đấu của vòng bán kết sẽ là Croatia gặp Argentina và Maroc gặp đội tuyển Pháp. Theo lịch, cặp bán kết đầu tiên giữa Croatia và Argentina sẽ diễn ra lúc 2 giờ ngày 14 tháng 12. Trong khi đó, cặp bán kết thứ hai sẽ được tổ chức vào lúc 2 giờ một ngày sau đó. Bước vào trận đấu với Maroc, Ronaldo lần thứ hai phải ngồi dự bị cho tài năng trẻ Gonzalo Ramos. Với đội hình chất lượng, Bồ Đào Nha cầm bóng vượt trội 66 so với 34% trong 45 phút đầu tiên. Dù cầm bóng nhiều hơn nhưng Bồ Đào Nha lại dứt điểm ít hơn Maroc. Phút thứ 42, trong một pha bóng bổng sở trường của Maroc, tiền đạo cao 1m90 En-Nesyri tận dụng pha ra vào bất ổn của thủ thành Costa bật cao đánh đầu làm tung lưới Bồ Đào Nha, đưa Maroc vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0 đầy bất ngờ. Việc bị dẫn bàn khiến đại diện của châu Âu phải dốc toàn lực tấn công cho hiệp 2. Bồ Đào Nha còn cầm bóng nhiều hơn số hiệp 1 lên tới 83%, nhưng kết cục là không có gì thay đổi. Đoàn quân của huấn luyện viên Fernando Santos hoàn toàn bất lực trong việc ghi bàn. Bruno Fernandes, João Felix hay Ronaldo đều có những cơ hội ngon ăn, nhưng đều không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Bono. 1-0 nghiêng về Maroc là kết quả chung cuộc. Maroc trở thành đại diện đầu tiên của châu Phi lọt vào bán kết của một kỳ World Cup. Trong khi đó, Bồ Đào Nha chính thức vỡ mộng vô địch World Cup cùng Ronaldo. Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, ống kính máy quay đã bắt gặp hình ảnh khoảnh khắc Ronaldo đã bật khóc nức nở đi thẳng vào đường hầm. Đây có lẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của siêu sao 37 tuổi. Đội tuyển Maroc đã tạo nên cơn địa chấn lớn nhất tại Qatar sau khi đánh bại Bồ Đào Nha 1-0 để giành tấm vé vào bán kết World Cup 2022. En-Nesyri trở thành người hùng khi đã ghi bàn thắng quý như vàng ở phút thứ 42 để giúp bóng đá Maroc
viết nên trang sử mới. Chiến thắng này cũng đã đưa Maroc lần đầu tiên có mặt ở vòng bán kết cùng kỳ World Cup và cũng là đội bóng châu Phi đầu tiên làm được điều này. Maroc đã ghi danh mình vào lịch sử với thành tích vô cùng ấn tượng, bất bại kể từ đầu giải và chỉ mới để thủng lưới một bàn. Với việc tung một sân trong hiệp 2, Ronaldo trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất trong lịch sử. Anh đã cân bằng thành tích của tiền đạo người Coet, Bernard Amutagua, với 196 lần ra sân cho đội tuyển. Ở cấp độ đội tuyển, Ronaldo đã ghi đến 118 bàn thắng cho Bồ Đào Nha. Số bàn thắng này giúp anh đứng đầu danh sách những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử cho đội tuyển quốc gia. Ronaldo có 19 năm phục vụ cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh có lần đầu được nhận vinh dự này ở tuổi 18 trong trận đấu giao hữu với Kazakhstan diễn ra ở năm 2003. Trong trận đấu thứ 8 khoác áo đội tuyển, Ronaldo đã ghi bàn trước Hy Lạp. Như vậy, tứ kết FIFA World Cup 2022 khép lại với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn nút like cũng như là theo dõi fanpage và YouTube của Nextsport để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi nhất về World Cup 2022. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.